Galit Goodman là siêu mẫu thế giới người Israel. Cô từng đạt danh hiệu Discover of the Year với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí tại Israel và các kinh đô thời trang lớn trên thế giới như Milan, Tokyo, Paris, Đức. Với sự biến hóa đa dạng trong phong cách, Galit Goodman là gương mặt quảng cáo ưa thích của nhiều nhãn hàng. Đồng thời, cô còn là diễn viên và người dẫn chương trình được yêu mến tại Israel. Hiện tại, cô đang là gương mặt đại diện của khu nghỉ dưỡng cao cấp Alma và thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Alma tại Việt Nam.